có một chút xíu, nhưng mà hôm nay độ được á, là lâu lâu á, là việc cảm ơn mấy ông rồng tại mấy ông xuất hiện thường xuyên trên mây rồi nè. Còn xuất hiện một nguyên hình thì cũng có một lần khoảng năm nào ta 2016 có ông Trần Kim Quang, ông làm trong hãng có việc á, 4 giờ sáng ông đi làm cách khoảng chừng 500 thước, ông thấy nguyên con rồng khổng lồ từ ở trong chỗ chỗ phòng của việc á bay lên trời, mà cái hình cái body á, cái thân người đó bự cũng cỡ 10 thước vậy đó, mà bay cỡ gần 1 phút mới mới hết đó, bay ra. Đó là có thật mà không phải một người thấy, nhiều người thấy, đó là hiện nguyên hình. Còn hiện hình mây hình này kia là đó là thường thôi, là nhiều chứ mấy cái này lên trên Facebook mà personal của Kiệt á, Ngô Tấn Kiệt official Facebook á, download xuống rồi đưa mấy cái nhà nghiên cứu đi, nó đâu có nói là có thể nào là mình làm Photoshop được, nó không có phải thiệt không á, cả những gì chuyện nói cũng là từ cái tâm, lời thật lời thiệt. Cho nên tâm linh sống một cái dimension song song với chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận nha. Thường á, những lãnh đạo Việt Nam qua cũng giống như Kỳ Bóc Phúc qua New York để là họp Liên Hiệp Quốc á, họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc, thì tự nhiên giờ chót ở trên quý vị mới điều khiển Kiệt đi về New York để mà trên bên đó, mục đích của Kiệt đi đến đâu á cũng giống Kiều rồi mấy tuần trước Bắc Chính qua Mỹ cũng đột nhiên cái Kiệt cũng có cái giấy mời lên đó, thì mục đích Kiệt đi là mấy chư thiên theo hộ là để cho một cái chuyến đi hoàn hảo của một cái lãnh đạo Việt Nam để chi, để mà đưa cái nước Việt bớt đi nghèo khổ. Thì kiểu đem đến là mình dùng cái chữ mà để dễ hiểu là gọi là blessing, là đem sự may mắn đến cho một cái buổi đó, đó là vậy thôi. Chứ còn Kiệt có hiện diện trên màn hình hay là có gặp ai nó không quan trọng, mà những gì đi theo Kiệt xuống đó để mà làm, để mà tẩy hết những cái mà xui xẻo của những cái nhân vật, những cái chuyến đi đó, làm cho chuyến đi đó thuận lợi, đó là thật á. Cho nên quý vị thấy là thà lần nào mà mấy bển mà qua mà có Kiệt xuất hiện là bảo đảm chuyến đi đó sẽ thành công. Thế như nói kim thân chú Kiệt ở trên trẻ không chú? Cái Kiệt hả? Kiệt trên nó đẹp trai lắm, không có giống gì đâu nghe. Thế gian là không ai đẹp trai bằng. Có những người ở trong công ty á, họ cũng nằm mơ thấy được cái chân linh của Kiệt. Thấy được cái... quý vị cũng có thể nhìn thấy nếu mà thành tâm đi, tại Kiệt có thể phân thân ra nhiều người được, thì hiện giờ cũng có nhiều người á nói là họ mơ nằm mơ thấy anh nữa, là đó là thiệt á. Còn cái xác phàm mình đừng có kể, nó mỗi ngày nó cứ theo nắng theo mưa là nó thay đổi dù dù à. Đức Diệp, love you brother, we miss you. Cảm ơn anh Đức Diệp. Trinh Nguyễn, chú Kiệt xin cha mẹ để dép vô dạy cho nước Việt một công nghệ để giàu. Sẽ dạy con. Chắc chắn sẽ có. Chú đang có rồi đó. Giống như nước Mỹ, có thằng Elon. Giờ đâu có ai mà như cái thời đại này, mới trong vòng mấy năm thôi mà là tỷ tỷ phú giống như Jeff Bezos, Amazon, chúng là với thằng Facebook. Nhưng việc mình sẽ có, nhưng mà khi mà mình đoàn kết kìa, cả thế giới đoàn kết lại, cả nước nội đoàn kết, hải ngoại đoàn kết, và không có còn gọi là nghi ngờ với nhau, không có hiềm tích với nhau, dẹp cái nói chung là lãnh đạo cũng phải đoàn kết, dân cũng đoàn kết, hải ngoại quốc nội phải đoàn kết, đó là nghĩa là tạo lòng tin trước,
Nước Việt mình thiếu cái là lòng tin. Nếu mình có lòng tin lẫn nhau từ trong ra ngoài thì bảo đảm chú sẽ có xin ở trên cho một cái kỹ thuật rất là cao siêu để mà cho nước Việt mau giàu. Đó là